Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã đi qua hơn nhiều thập kỷ, nhưng đến nay những di chứng của nó vẫn hiện hữu, dày vò trước cơ thể của các thương bệnh binh hàng ngày. Thế nhưng không vì thế mà những thương bệnh binh của huyện Khoái Châu năm xưa chịu khuất phục trước nỗi đau về thể xác mà vẫn luôn nỗ lực vươn lên khi trở về cuộc sống đời thường để chứng minh thương binh tàn nhưng không phế. Những vết sẹo này là do nhiều mảnh pháo nổ găm vào chân ông Dự ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, đến nay vẫn chưa được gấp hết ra. Năm 1977, khi đang công tác tại Tổng cục Kỹ thuật, Cục Quản lý Vũ khí, Đạn dược của Bộ Quốc phòng, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Dự xung phong tham gia vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Cho đến nay, ông vẫn không thể nhớ rõ khoảnh khắc sinh tử trên trận địa lúc bấy giờ. Trở về địa phương năm 1981, bị tổn thương 31% và là thương binh hạng 4/4. Với ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh, cùng sự động viên hỗ trợ của chính quyền, các hội đoàn thể, mà đặc biệt là hội cựu chiến binh xã, ông phát triển gần một mẫu đất trồng cây thả cá với các giống cây lấy gỗ chất lượng như sưa đỏ, mang lại thu nhập khá cho gia đình. Bây giờ trở lại thời bình rồi thì chúng tôi là một người lính thì chúng tôi phải phấn đấu phát triển kinh tế, làm để cho nó khí thế. Khí thế thì mới anh hùng được. Cựu chiến binh Ngô Phạm Ninh ở thôn Đức Nhuận, xã Giả Trạch cũng không may bị trúng đạn và bị bom găm vào cánh tay trong chiến trường. Ảnh hưởng thương tật 36%, nhưng đến nay ông đã quen với cánh tay đau nhức mỗi khi trái gió trở trời và vẫn hàng ngày lao động sản xuất với tinh thần lạc quan của người lính Cụ Hồ. Ngày xưa là gọi là B3, đấy là vào coi là đóng quân tại coi là Quảng Nam, Đà Nẵng đầu năm 74 cho đến tháng 12 năm 74 là chiến trường lúc bấy giờ là rất là ác liệt, tôi cũng bị thương tại đấy luôn. Trở về với đời thường, tôi đã tham gia lao động sản xuất suốt coi là 30 năm. Huyện Khoái Châu có trên 11.000 hội viên tham gia công tác hội cựu chiến binh, trong đó có hàng nghìn thương bệnh binh từng tham gia nhiều cuộc chiến qua các thời kỳ. Nhiều di chứng với nỗi đau mang trên mình, thế nhưng với bản lĩnh người lính Cụ Hồ, các cựu chiến binh vẫn phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Hệ thống mô hình kinh tế trang trại được phát triển với trên 80% gia đình hội viên cựu chiến binh khá và giàu. Hội cựu chiến binh xã Tân Châu chúng tôi gồm trên 600 hội viên, thương binh, bệnh binh thì chúng tôi có hơn 40 đối tượng. Chủ trương của hội cựu chiến binh xã luôn là thực hiện hai cuộc vận động là phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và phong trào cựu chiến binh xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền vận động cho các đồng chí thương binh, bệnh binh tích cực vươn lên để làm kinh tế. Đi qua chiến tranh, để lại một phần máu thịt nơi chiến trường, song tinh thần lạc quan, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của những người thương bệnh binh năm xưa vẫn luôn là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, về lý tưởng sống cao đẹp trong cả thời chiến và thời bình để thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.